Hello, chào các bạn. Chúng ta quay trở lại với cái chiếc bếp Media này. Cái bếp này nói thật ra là nó mà hôm qua mình đã giới thiệu cái phần test bếp trước khi sửa đấy. Thì bây giờ là mình sẽ đi mình tháo ra này. Bếp nó bẩn quá các bạn ạ. Không biết liệu có phải do bẩn mà nó hỏng bếp không. Mình sờ nhờn nhờn khắp nơi luôn này. Cái này các bạn, nếu mà các bạn bị bếp mà bị nhờn này nhé, nếu mà bạn lấy nước xịt kính là một, hoặc là bạn mua chai cồn 90 này, các bạn lau là nó sạch hết các dầu mỡ nhé. Sợ quá mình sờ vào tay này, dính nhấp nhấp này. Nào, hiện tượng của nó là để mình thử lại hiện tượng cho các bạn xem nhé. Nào, mình sẽ cắm cái bóng đèn này thử đây cho các bạn xem lại này. Đấy, nó lên led xong nó mất luôn và bật nguồn bật không được nhé, không bật được nữa. Ok, bây giờ chúng ta đi tháo bếp ra này xem nó còn con ốc nào hay nó có con lẫy. Sao tháo bốn con ốc chân nhưng nó vẫn chưa ra. Bếp này nó hay có cái lẫy bên cạnh nhé các bạn ạ, cho nên là mình cứ phải cẩn thận. Nó còn lấy đấy, sợ có mỡ này nó dính này ghê luôn. Mỡ màng kinh quá, mình sẽ phải dùng hai cái thì mới bày được. Đối với bếp Media là nó hay có cái lẫy như này các bạn ạ. Mặc dù bốn con vít tháo ra rồi nhưng mà để mà tháo được cái nắp này là phải cạy mấy cái lẫy ở cái cạnh này. Bên trong ruột thì có vẻ rất là mới nhưng mà bên ngoài bạn thì sử dụng bẩn quá. Còn cái lẫy ở góc nó chưa gãy. Bên trong thì có vẻ rất là sạch sẽ nhưng mà bên ngoài bẩn quá. Nào, bây giờ nguồn cấp trước vẫn có. Để bây giờ mình đi thử màn hình led thì mình sẽ tháo mâm từ ra để cho nó an toàn công suất nhé. Đầu tiên là phải hiển thị đã, xong đó thì công suất tính sau. Nó phải hiển thị lên được lúc đấy công suất mới tính. Tháo mâm từ để bảo vệ công suất đã. Về mặt công suất này thì vẫn còn xanh đẹp như thế này thì là vô tư đấy bạn ạ. Khả năng cao mình nghĩ nó chỉ hỏng cái phím bấm thôi. Bởi vì cái cơ chế hoạt động của cái bếp này mình cũng không biết là khi phải bấm nút mở nguồn thì nó sẽ lên led hay là tức là nó bật led xong rồi nó tắt đi xong rồi mình bấm nút bật nguồn thì bắt đầu nó mới lên led hay sao, hay là nó phải có led chờ báo. Cái đấy thì mỗi dòng bếp nó có một kiểu hiển thị khác nhau cho nên là mình cũng chưa biết cái bếp này như nào. Và bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình test thử nút bấm đã, cái đơn giản nhất dễ hỏng nhất đối với các cái bếp mà có cái nút bấm dạng này. Mình sẽ test nút bấm trước. Bây giờ thì ứng với mỗi cái nút bấm này là nó sẽ có hai chân này. Đây là nút bấm hai chân. Cái gì đấy? Sao đây có nước này? Các bạn ơi, đây có nước các bạn ơi. Nước ở đâu lọt vào đây được? Ôi đây, ướt này. Ôi dồi. Có thể là bị ngấm nước ở bên cạnh viền vào rồi. Sao lại còn nước vào đây này? Còn ướt hết cả đây nữa này. Ướt hết cả mặt phím luôn này. Liệu bếp này bị nứt ở đâu, nó dò nước xuống không? Đây rồi, khả năng đây rồi. Có vết nứt này.
bên đất nhựa này các bạn này, nước nó sẽ từ đây xuống này, mà có thể là nó sẽ luôn theo mặt kính và nó chảy ra khắp nơi được nhá. Ok, về mình đi test cái phần bàn phím này trước này. Bởi vì nếu đầu tiên nó phải bật được nguồn nữa, nếu mà không có nguồn thì chả có gì chạy được. Nào, chúng ta đi test nút nguồn đầu tiên này. Nào, phím bấm nguồn là phím này. Đơn giản test bạn chọc phải. Ôi rồi, nước rồi các bạn ơi, tôi chết rồi, mà đừng nói là quạt lát bị chập nữa. Bấm vẫn bật được các bạn nhá, bật nguồn vẫn bấm được nhá, vậy là khả năng cao lượng. Rồi, tranh thủ ở đây mình sẽ đi mình test hết các nút bấm luôn. Đối với cái mạch nút bấm này thì cả gặp cái nào hỏng thì thay luôn. Chân nội trở của nút bấm này nó phải dưới 10 ohm nhá thì nó mới là tốt bạn ạ, bởi vì cái này là kim loại, tiếp xúc với kim loại thì nó càng nội trở càng thấp càng tốt. Ôi lại nước này. Tất cả nút bấm phải hoạt động tốt này. Sao lại nước lại vào như này, ở đâu vào nhỉ? Chắc là vẫn là cái vết nứt kia rồi. Không tiếp xúc tốt này. Còn một cái cuối cùng, vậy nút bấm gần như là hoàn toàn ok hết rồi nhá bạn nhá, nút bấm không sao. Cái này hơi tiếp xúc kém này, đấy tiếp xúc sao không tiếp xúc này, mình phải dây dây nó mới tiếp xúc này. Con này đang hơi có vấn đề này. Rồi nát mình sẽ thay cho bạn này con này. Nút power là nút này, nút power đây vẫn đang hoạt động bình thường. Bây giờ mình sẽ đi mình kiểm tra xem là quét led, sẽ nước vào quét led thế này nguy hiểm quá. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra sửa cái kiểm tra nguồn cấp trước xem nó cấp đủ 5V, cấp đủ 18V, cấp đủ 300V. Nguồn cấp trước muốn nó chạy thì nó phải cho nó ăn đủ thì nó mới chạy, nó không ăn đủ thì nó không chạy đâu các bạn ạ. Ôi tình hình nó rất tình hình, mình thử xịt ở dưới cái xe này nó có nước không. Mặt trên thì có này, ôi giời, trong cái nút nhấn này, trong cái nút nhấn nó có nước, làm sao nước vào chỗ nút nhấn này được nhỉ? À, chẳng nhẽ nó ngấm qua cái rãnh này nó vào à? Ôi trong này đầy nước các bạn ạ. Rồi khả năng cao là bị chạm nút bấm cho nó liệt phím rồi. Ôi mình xịt này, bao nhiêu nước trong này ra này. Đấy, bây giờ công việc không phải là đi
sửa thiết bị mà công việc là đi fix lỗi nước vào đây. Đó, cái đèn này ngập nước luôn này. Ủa, quét nát rồi, trời ơi, đèn 6 số đầy nước rồi này. Thôi được rồi, cái này mình sẽ xử lý bằng cách là bơm silicone vào tất cả các rãnh của mặt bếp. Chỗ nào nghi ngờ là bị hở là sẽ bơm silicone vào, không để cho nó nước nó xuống đây nữa các bạn ạ. Mà sẽ dùng silicone thời tiết nhé. Cái nút bấm này mà bị nước vào rồi này thì trước sau nó cũng dỉ này. Phải thay này, xem còn nút nào bị không. Ô, nút này bị rồi. Bởi vì khi mình xịt gió vào thì gió lùa vào trong hất nước ra, cho nên nút nào bị nước vào phát biết ngay. Cái nút cuối này thay này, nút này nước vào, hai nút này nước vào, đúng khu vực trên này bị nước vào này, cái đèn này nước vào nhiều nhất này. Rồi, nước vào nó thường thường nó bị chập nét. Chập nét và nó sẽ khi nó chập nét là không điều khiển được đâu các bạn ạ. Chập led hoặc là chập phím bấm là nó cũng không khiển được nhé. Vậy là bếp này trước tiên là nhìn thấy cái bệnh đầu tiên là bệnh nước vào đã. Mình lấy cồn mình vệ sinh nó một cái cho nó bay ra. Tại sao mà dùng cồn này? Bởi vì để cho nó tránh làm hỏng cái nước bảo vệ mạch các bạn nhé. Nước bảo vệ mạch nó, nếu các bạn dùng nước rửa mạch vệ sinh thì nó sẽ bị bong hết cái lớp bảo vệ mạch. Bạn dùng cồn thì nó sẽ không bị hỏng cái lớp bảo vệ mạch. Nào, chúng ta thử lại một cái nữa này. Mạch đầy nước vào thế này thì sống làm sao được. Mình bỏ cái mạch mâm tứa rồi này. Bật automat này. Nhấn nút này. Vẫn không được các bạn ạ. Khả năng cao nó vẫn chập ở đâu rồi. Không bật được. Nào, đi đo nguồn nhé. Vẫn ăn 6W các bạn ơi. Sao trong bếp này nhiều nước ấy, nó đổ ra lại vào hết quai đo của mình rồi. Máy sờ vào nó, máy nó lại giật cho một cái chết. À, mát nó chính là chờ nó săn này, 7805 mà 5V đẹp này. 5V này trên này đâu, xem nào. Đây là không có tụ lọc à? À đây, tụ lọc đây, dương bên này cơ.
3V 9 này, 3V 8 này, chân này chân sung rồi, 4V 1 này, 4V 1 này, cái chân 5V đâu rồi, 1, 2, 3, 4, 5, chân 5V này, chân số 2 này, đấy. Còn có 3V 9 thôi. Ồ, sao điện này tụt dần thế nhỉ? Ok, để mình đi mình tháo cái mạch công suất ra xem thế nào nhé. Sao điện nó tụt xuống còn có 4V mấy. Các bạn ơi, tình hình là mình mạch này chắc mình phải thay hết nút rồi. Đây các bạn này, đây nhá, mình đo đây là mát này. Chân thứ hai là dương này, 5V này. Mát đây, 5V các bạn thấy không? Mà mình đặt lên cái đầu của cái phích đây, nó đã 3V 2 này. Đầu của cái chân này này, cái nút bấm này, 3V 2. Vậy là nó bị dò nước ra đây nhá. Đấy. Cho nên là hơn nhất là mình đi mình thay hết thôi. Bởi vì nó đã bị nước vào rồi thì nó ngấm vào trong mình. Kéo cái đo nội trở thì mình mới biết được. Chứ 4V 1, 4V 2 này. Nguồn cấp ra 5V ok này. Nguồn 18V đâu. Để mình xem nguồn 18 nó còn là 18 ok này. 8V này. Nguồn cấp trước của thằng ổn áp này. 8V đẹp luôn. Vậy là khả năng cao là mạch công suất với cả mạch kia không vấn đề gì. Bây giờ mình đi mình thay nút thôi, cho nó hết sạch các cái, với cả mình sấy khô nhé. Mình sẽ sấy khô cái mạch này. Căn bản bây giờ cũng muộn rồi, thôi mình tạm dừng video ở đây nhé. Xong mình sẽ quay tiếp, mình quay trở lại mình quay tiếp nhé. Mình sấy khô cái này đã. Ok, mình bây giờ mình đi thay cho bạn toàn bộ nút nhấn. Thà xử lý nhầm còn hơn bỏ sót bạn ạ. Bởi vì là tất cả các nút bấm nó đều bị nước nó vào rồi. Và mình ở đây mình sẽ thay cho bạn thì cái nút bấm này chất lượng hơn rất nhiều nút bấm của bạn nhé. Mình đầu tiên mình sẽ không cắm tất cả nút bấm, mình sẽ test thử nút nguồn trước. Mình sẽ test thử nút power trước. Ok, nút power ok thì lúc đấy là chúng ta yên tâm mà chỉ điểm thôi. Nếu mà mạch 4 chân thì nó sẽ có chân linh sang, nhưng mà nút bấm này nút bấm 2 chân nên nó không chân linh đâu. Đối với cái mạch này thì nó chỉ cần chập nét này, hoặc là chập phím là nó không cho điều khiển luôn các bạn nhé. Mình đã sấy khô rồi này. Còn nếu mà nó vẫn còn bị nữa thì khả năng cao này mình phải xử lý phần IC thôi. Tại vì tất cả các xung quanh kiểm tra không vấn đề gì. Có mỗi mấy con LED này thôi này. LED nút bật lên nó vẫn lên bình thường. Nào. Ta đi test thử nút bấm nút power nha. Power phát nó lên là được. Nào, cắm điện thử này. Tất nhiên là vẫn qua đèn rồi. Các bạn thấy LED sáng toàn bộ đúng không? Vậy là LED ok đúng không? Nào, test thử nút power này. Đấy, các bạn thấy không? Hai con LED này đang có vấn đề à? Sao LED ngoài sáng này? À, tức là 120W thì nó chỉ thế này thôi. Đấy, các bạn thấy không? Tức là nước nó vào và nó trong lòng cái nút bấm này nó đựng nước này. Chính vì thế là nó khóa hết điều khiển luôn. Và cái việc thay nút bấm này thì nó rất đơn giản rồi. Nhưng mà cái việc khó hơn là cái việc đi
sửa cái mặt kính kia để cho làm sao nước nó không xuống được nữa rồi các bạn ạ. Đấy mới là bệnh là cái quan trọng cần xử lý. Mình vừa nhập cái này về để sửa cho cái cân điện tử mà cuối cùng gặp cái bếp này mình thay vào căn bàn nút nhấn 2 màu vuông kia mình đã hết mất rồi. Anh em chuyển cái nút bấm chất lượng này sang bếp này luôn. Nhìn cái nút bấm này rất là xinh luôn. Trong các cái bộ dàn của Nhật ấy, thì nó hay dùng cái nút kiểu như thế này. Đấy. Nút mới mua về nó đã không nhấn được rồi. Đây này các bạn này. Hy sinh luôn này. Cho nên tại sao mình bảo là các cái nút mà các cái linh kiện mà mới mua bao giờ cũng phải test thử. Không tin tưởng bố còn thằng nào hết. Cứ phải đo thử, test thử. Tụ thì phải đo dung lượng và đo chống chập. Bởi vì tụ nó song song với nguồn các bạn ạ. Tụ mà song song với nguồn mà cứ chập phát là nó teo. Sao con này lỗi gì mà sao lại cắm xuống đây là nó bị là nào. Ô, con thứ hai rồi đấy. Đây, con này nhấn được thì cắm vào xem nào. Không vấn đề gì đâu. Chứng tỏ hai kia hỏng à. Tụ thì phải đo về chống chập. Diode thì đo về chống ngược và chống giò. Nó mà giò AC ra nó nổ tụ thì thôi rồi luôn các bạn ạ. Nổ sám mặt luôn. Tụ thì không được chập, tụ mà chập cắm vào phát mất tiền oan luôn. Này, sửa cái bệnh này ra cái bệnh khác. Tự nhiên lại bỏ tiền túi sửa thêm cái phần chết nguồn nữa. Thế nên hơn nhất là cứ phải đo linh kiện. Ví dụ như mấy ông nút bấm này thì nút bấm mới tinh này thì nó không phải đo cái nội trở tiếp xúc với các bạn ạ. Thì ít khi bị phải đo cái đấy lắm. 5 và 4 vẫn còn thiếu một cái. Nội trở tiếp xúc khi mà bấm nó phải tiếp xúc được không ôm ấy. Bởi vì khi kim loại tiếp xúc với kim loại thì đương nhiên là nó sẽ là không ôm rồi. Rồi, ok, nút bấm nó nhìn đẹp quá. Khi bạn hàn xong cái nút bấm này, bạn đừng để nguyên thế bạn là xong nhé. Bởi vì nút bấm này nó có hoạt động cơ học, cho nên bạn phải đảm bảo là cái nút bấm nó phải áp sát cái mạch in. Mặc dù bẻ chân này nhưng mà nó cũng chưa áp sát đâu các bạn. Cho nên là khi bạn hàn xong bạn phải thêm một cái động tác nữa là lấy tay ấn cái nút bấm vào mạch cho áp sát mạch, xong bắt đầu chấm lại mũi hàn cái để cho nó lỏng cái thiếc phải ra, xong bắt đầu để nó xuống hết cỡ luôn. Đây, ví dụ mình làm như này này, tay mình bấm vào nút bấm này, xong mình chấm vào đây này để cho chân nó tụt xuống hết này. Đấy, nó tụt xuống hết thì lúc đấy mới đảm bảo là cái nút bấm nó áp sát nhé. Mặc dù bạn bẻ chân nhưng mà nó cũng không áp sát đâu. Đấy, thế thì nó mới đảm bảo khi mà hoạt động cơ học nó không bị bục. Đấy, bạn thấy vừa xong nó tụt xuống không? Khi bạn ấn xuống thì nó không bị bục cái mạch in này lên này. À, nó tránh cái trường hợp đấy. Chứ không phải cứ cắm là hàn xong là xong đâu. Mình sửa chữa mình có chút lưu ý, chỉ có chút kỹ thuật vào để cho đảm bảo cho sản phẩm về sau thì nó yên tâm hơn.
chứ đến lúc người họ khách bấm mạnh ấy, những người bấm nhẹ một cái thì không sao, nó nhảy rồi thì không sao, những người bấm một tì ấy, một phát bục mạch in là lại sinh ra bệnh ngay. Cho nên là hơn nhất là chúng ta cứ làm cho ăn chắc, tì xuống, ví dụ có bấn mạnh thì nó cong mạch in thôi, thì nó không bục cái mạch in ở dưới này của chúng ta được. Rồi đấy, như thế là áp sát rồi đấy. Mà bây giờ chúng ta đi cắt nhé. Ok, nào, mình vào hết nút bấm rồi này. Chúng ta test lại lần nữa nha. Xem có on nguồn được không nha. Và test thử tất cả các nút. Để mình quay cái bếp ra đây. Mình đặt xuống mặt này, mình test từng nút một luôn. Đấy, bệnh của nó, của bếp này là bệnh bị nước vào. Tức là lướt mặt và bị nước vào. On này, power này, bấm nút này được này. Ok, hết tất cả các nút các bạn nhé. Nó đang phát xung, nó đang tít tít đây các bạn ạ. Rồi. Đấy, khi tắt đi nó hotspot, nó quạt, nó tăng tốc lên. Vậy là phần công suất này ok hết nha các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cái này nó không vấn đề gì thì thôi, chúng ta không cần quan tâm cái vấn đề nữa. Bây giờ chúng ta đi, mình sẽ hạ cái này xuống, chúng ta đi quan tâm đến cái mặt bếp. Đây, cái mặt bếp tại sao này, ở trong các cái lỗ này nó có nước này các bạn này. Khả năng cao mình sẽ phải đi, mình để mình cất cái khay này đi cho nó gọn cái bàn này. Mấy công tắc này vứt hết đi, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Để núc thay nhầm vào cái bếp nào đấy nó lại đỡ ra này. Rồi bây giờ nha, mình đã xử lý rất nhiều cái loại bếp kiểu như này rồi. Đây các bạn này, nứt mặt kính nha này. Đây, nó có vết nứt này. Đấy, ấn xuống này, các bạn thấy nó nhũn nước ở trong không? Đấy, không biết các bạn nhìn rõ không nhỉ? Nhũn nước ở trong này. À, nó ngấm, tức là cái mặt kính này nó đã bị silicone nó kém, và cái rãnh này chính là nguyên nhân này, nước nó ngấm vào đây này. Đấy, đây bạn thì này, nước nó sóng sánh ở trong này, và khi nó ngấm vào trong mặt kính rồi nhé, ngấm vào trong mặt kính này thì nó sẽ chảy lên theo mặt kính, nếu mà bạn để bếp dốc là nó chảy ngược trở xuống. Đây cái mặt này này, cái mặt của cái tấm này này, mình nghĩ là khả năng là cũng bị bong ở chỗ này, đây này, đấy, các bạn nhìn được không? Đấy, bắt đầu là bong ở chỗ này. Đây mình lấy cái dao chỗ mình gẩy lên cho nó rõ hơn này, đấy các bạn thấy không? Đấy, thế là khi khách hàng đun nước nó trào ra đây và nó ngấm theo cái hiện tượng mao dẫn ấy. Rồi khi nó bóc lên nó rất là nhỏ các bạn hiểu không? Thì đến lúc nó hiện tượng mao dẫn nó dẫn vào trong này, nó dẫn vào trong lỗ đèn này, nó dẫn vào trong, tức là chỗ nào mà nó có khe hở là nó mao dẫn nó sẽ dẫn vào, và nó chảy xuống đây này các bạn này, vẫn đang ướt này. Khả năng cao mai mình sẽ bóc kính này ra, mình dán silicone lại và bóc lốt cái mặt này ra, mình sẽ lấy silicone mình dán lại cho nó không bị nước xuống nữa. Cái phần nứt này này mình sẽ bôi silicone ở dưới này và trên này, silicone thời tiết bôi để cho nó không bị nước, không còn một chỗ nào để nước xuống nữa, thì lúc này mình yên tâm mạch sử dụng được. Bây giờ 12 rưỡi đêm rồi, thôi mình xin phép mình tạm dừng video ở đây nhé. Còn xử lý cái mặt kính này thì đối với các bạn cũng dễ rồi, cho nên là và mình đấy, một cái nữa là mình đi mình lấy cồn mình vệ sinh, mình lau chùi cho bạn, thì trông cái bếp này sợ quá các bạn, bật quá này các bạn, tay mình mỡ màng đầy luôn này, mình cũng đi vệ sinh lại bạn cái bếp này sợ quá này.
Không biết đây có phải là bếp của bếp ăn không, sao nó bẩn thế này, kinh khủng không các bạn này. Cái này nếu mà là sinh viên ấy thì nói thật ra mấy cái nút bấm nó không đáng bao tiền, nhưng mà mình sẽ phải lấy tiền để vệ sinh bếp các bạn ạ. Cái việc mà đi dán silicone này này nó rất mất nhiều thời gian, cho nên là lại còn vệ sinh bếp nữa, cho nên là cái này không thể không lấy tiền được các bạn ạ, nếu mà là sinh viên. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn cho mình xin một like để ủng hộ mình nhé. Nếu mà các bạn muốn đồng hành cùng mình trong các video sửa chữa bếp từ nói với bếp Hùng Ngoại nói riêng này, các thiết bị gia đình nói chung, thì các bạn có hai cách: các bạn like fanpage sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên Facebook, hoặc là các bạn đăng ký kênh sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên YouTube nhé, để chúng ta cùng đồng hành trong các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.